Cái loại này thì bao tiền một cân vậy anh? Như cái loại này thì bây giờ nó có tầm độ 4 triệu một cân anh ạ. Như cái này mang đi biếu khách được mà. Anh là như nào nhỉ? Dạ. Có nghĩa là anh đến mua hàng như nào anh nhỉ? Không, tức là em có một cái gỗ không biết là như thế nào mà nghe thấy ở nhà thấy mùi thơm thơm ấy. Vâng. Và thì cũng là hai là anh thu mua những loại gỗ quý của em xuống là em như nào. Anh là đến từ đâu? Mỗi em đến từ Hòa Bình ạ. Thế anh đi gì? Đi gì tới đây? Đi bằng xe máy á. Xe máy đi gỗ. Gỗ để đâu? Vâng, gỗ em để ngoài xe ạ. Không đi đằng này lại để đằng này à? Vâng, em để bên ngoài. Gỗ anh để đâu anh? Vâng, để xe anh ạ. À đây quên mất. Em anh đến đây thì nhân tiện em làm clip luôn. Em đeo cái mic nhá. Vâng. Anh em mình để quay cho mọi người xem. Gỗ ở đâu anh? Đây. Đây. Túi ạ. Người đi từ Hòa Bình đến đây. Vâng, bọn em đi xa lắm ạ. Dạ vâng. Ông anh mang cả áo mưa. Vâng. Ở nhà nhiều cái này anh. Vâng, cũng nhiều đây anh ạ. Có nhiều. Nhưng mà chả biết là cái gỗ gì cụ ngày xưa có tầm mấy cục lặng vết nhà nặng. Cầm lên lặng vết này. Vâng, thế nặng. Đây em thấy vết tạc đây. Vâng. Anh tạc chưa? Chưa. Không ạ. Em thấy vết tạc đây. Anh em cũng thấy mùi thơm thơm, chả biết gỗ gì, anh tạc thử xem loại gỗ gì. Thực ra là đợt này nhiều người mang đến cho em cái gỗ thơm mà kiểm tra ấy. Dạ vâng vâng. Thì chất gỗ này thì thứ nhất là cầm nó rất là lặng. Dạ vâng ạ. Lặng này, chất gỗ lặng. Vâng. Cây gỗ sống chắc là có phải là cái chất tom gỗ ấy. Dạ vâng. Đấy thì nó lặng. Và thứ hai là nhìn bên ngoài đây thì nó là phần mình loại bỏ hết phần rác rồi này. Đây, nó trần sùi, nứt răm này. Chắc là để khá lâu rồi đúng không? Vâng ạ, cái này để lâu rồi anh ạ. Bây giờ em tạc ra để xem nha anh nhá. Dạ vâng. Em phải lấy anh cái đục không nào. Đây. Bây giờ tạc ra mình biết được anh ạ. Dạ vâng, anh cứ tạc kìa ạ. Dạ vâng. Đanh thật đấy nhỉ. Dạ vâng ạ. Mà đầu gỗ thì lại màu kiểu hơi vàng vàng mà tạc ra màu đen này. Vâng. Đấy, nghe tiếng đục thì đã biết là cái loại này là chất gỗ lặng rồi. Dạ vâng. Và nó cũng rất là mịn, tom gỗ nó mịn này. Vâng. Em ngửi mùi xem nhé. Vâng. Loại này thì nó không phải là mùi thơm đặc trưng anh ạ. Dạ vâng. Đây không phải là cây gỗ thơm mùi đặc trưng đâu. Dạ. Bởi vì cây này nó kiểu nó nhiều dầu thì mình tạc ra mình cảm thấy mùi gỗ thôi anh ạ. Vâng. Em không biết là cái gọi gỗ gì. À, anh gửi xem này, này. Dạ mùi vâng. Này là không phải là thơm đặc trưng. Dạ vâng. Vâng. Mùi này nó có vị nó kiểu nó hơi chua chua. Dạ vâng. Mà công nhận đoạn này là cứng thật anh ạ. Dạ vâng. Thì và thứ hai thì em nhìn là nó có cái màu kiểu là hơi kiểu đỏ đỏ này, hồng hồng. Vâng. Mà tom gỗ nó cứng như này với cái mùi vị này thì em thấy là cũng rất giống một cái cổng gỗ hôm trước mà một ông anh mang xuống cho em. Dạ vâng. Thì như cây này đây thì là cây gỗ nghiến. Dạ. Nó rất là cứng, làm trong tứ thiết và loại này thì chủ yếu là để làm thớt thôi anh ạ. Dạ. Thì như loại này là bọn em không thu mua. Dạ vâng ạ. Vâng. Loại này thì nó cũng không phải là cây gỗ quý. Dạ. Thế nên là em không thu mua anh ạ, anh dạ vâng. Thông cảm, bọn em thu mua những dòng gỗ giả sử như Hoàng Đàn, Tuyết Đằng Sơn em thu dạ. Mua. Dạ vâng. Anh biết loại đấy không? Không ạ, em không biết đâu ạ. Dạ vâng. Em ơi, em không biết. Lấy cho anh cái vòng Hoàng Đàn cho anh. Đây này, cho anh xem này. Vâng. Đây này. Cái vòng Hoàng Đàn bọn em thu mua như này đấy vâng. Anh xem nó mùi như nào. Nó thơm thật anh ạ. Vâng, thơm lắm. Thơm đúng không? Dạ vâng. Thơm khác thơm nó thơm. Anh biết mùi vâng. giống mùi gì không? Không biết đâu. Thì mọi người hay bảo với nhau ấy thơm ạ. Thì bảo là cái mùi giống mùi nhân sâm. Dạ vâng. Và thứ hai là Hoàng Đàn này có cái độ lên tuyết này. Dạ vâng. Đấy. Vâng. Thì bọn em thu mua loại này thôi. Dạ vâng. Anh ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Chứ còn loại này thì bọn em không thu mua dạ nên vâng. là anh thông cảm nhá. Vâng, không sao anh ạ. Vâng. Bây giờ em từ xa đến đây để biết là anh hay thu mua loại gỗ quý. Em vâng. cũng bảo là có gỗ nghe mùi thơm thơm cũng chả biết là vâng. Có nghĩa là gỗ quý, gỗ dạ quý vâng. bọn em mới thu mua thôi. Ví dụ bọn em hay là Hoàng Đàn hoặc là chắc dạ vâng. Đấy, hoặc là gỗ sưa thì mình sẽ thu mua dạ vâng. Còn những cái loại dòng như này, gỗ nghiến thì mình không thu mua anh ạ. Dạ vâng vâng. Thì là sao cũng thông cảm với em vâng. nhé. Không sao anh ạ. Hai vâng. anh em là đến từ Hòa Bình. Vâng, vâng. Em đến từ Hòa Bình từ sáng. À thôi em bảo chút ạ. Dạ vâng. Đến từ Hòa Bình đúng không? Vâng. Là em ơi xem có cái hai vòng gỗ chắc không? Lấy cho anh hai anh em đến đi từ xa đến đây. Đây này. Đây. Hôm nay thì là dạ vâng. cũng là hữu duyên đến đây đúng không? Dạ vâng. Không biết nhà mà cũng biết đến địa chỉ vâng. là cũng là giỏi đấy anh ạ. Dạ vâng. Cái đây là vòng gỗ chắc. Dạ vâng. Thì là cũng là của nhà làm được thì là anh đến đây chơi thì dạ em muốn vâng. kỷ niệm anh nhá. Dạ vâng. Giúp anh thế nào anh bắn. Vâng ạ, bọn em cũng Cảm ơn anh. Còn kia anh bạn của anh đi cùng đúng không? Dạ vâng. Hai anh em. Đây anh ơi. Hai anh em cùng đi. Đấy, hai anh em đi cùng thì có cái vòng ngũ chắc muốn kỷ niệm anh. Nên hôm nay đến qua cơ sở nhá.